Việt World TV xin kính chào quý vị, kính chúc quý vị được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin gửi đến quý vị một tin tức tại Việt Nam. Nhiều nghi vấn về thần đồng toán học Gia Hưng là dàn xếp. Mới đây trong tập vừa phát sóng của Siêu Trí Tuệ Việt Nam thì cậu bé thần đồng toán học 12 tuổi Gia Hưng đã khiến cho cả trường quay kinh ngạc với khả năng tính nhẩm của mình. Thậm chí phần thi kịch tính của Gia Hưng đã khiến cho giám khảo Lại Vân Sâm và MC Trấn Thành đã xúc động đến rơi nước mắt. Tuy nhiên, bên cạnh sự hưởng ứng của khán giả thì nhiều ý kiến trái chiều cho rằng đây là một sự dàn xếp kết quả, vì một con người bình thường thì không thể nào tính toán nhanh đến như vậy được. Được biết, trong tập phát sóng này có 3 nhân vật xuất hiện, trong đó Gia Hưng chính là thí sinh nhỏ tuổi nhất. Cậu bé 12 tuổi đang học lớp 6, sự nhanh nhạy trong tính toán của cậu bé đã làm cho tất cả mọi người vỡ òa. Trong thử thách siêu tính nhẩm thì Gia Hưng phải tự nhẩm trong đầu các phép tính mà không được dùng bất cứ một công cụ hỗ trợ nào. Phần thi gồm 6 hạng mục là phép tính cộng 20 số có 3 chữ số trong 15 giây, phép tính cộng trừ 20 số có 4 chữ số trong 20 giây, phép nhân 2 số có 4 chữ số, phép tính chia giữa số bị chia gồm 18 chữ số và số chia gồm 15 chữ số, phép tính khai căn bậc dưới 50 có kết quả là số nguyên, phép tính khai căn bậc dưới 15 với kết quả là số thập phân có độ chính xác là 1 chữ số sau dấu phẩy. Ở phép tính cộng đầu tiên thì Gia Hưng đã có đáp án ngay sau khi đề bài được công bố xong, trong lúc các giám khảo còn chưa kịp nhập hết số vào điện thoại. Ở phép cộng trừ thứ hai thì Hưng cũng không cần đến tận 20 giây để có thể đưa ra đáp án. Phép nhân dường như là điểm yếu của Gia Hưng khi cậu bé mất hơn 1 phút để tính đề bài 4816 nhân cho 5371. Tuy nhiên ở phép chia thì Hưng chỉ mất 11 giây để có kết quả. Điều đặc biệt nhất là ở phép tính khai căn bậc 43 của số có 63 chữ số, được cho là có thể làm khó bất cứ siêu trí tuệ nào, thì Gia Hưng đã giải bài toán này trong 11,77 giây. Chính những thành tích khủng này đã khiến cho khán giả dấy lên việc nghi ngờ Gia Hưng được biết trước đề, thậm chí là chương trình đã dựng lên vụ việc để câu tương tác. Một số cư dân mạng khẳng định việc cậu bé 12 tuổi có thể khai căn bậc 43 trong 11 giây, tính nhẩm nhân 4 chữ số trong 1 phút là chuyện viễn tưởng. Thế nhưng, có vẻ nhiều khán giả đã không biết và quên mất một hiện tượng mạng của năm 2016, đó là cô bé Kubo Rini, 11 tuổi người Nhật, một mình đã đánh bại toàn đội siêu trí tuệ Trung Quốc, vượt qua kỷ lục thế giới về tính nhẩm của chính đồng đội mình. Trong chương trình được phát sóng gây bão ấy thì Rainy đã tính nhẩm một phép nhân 2 số có 7 chữ số, thậm chí còn kiểm tra lại kết quả của mình 2 lần nữa, tổng cộng chỉ vỏn vẹn trong khoảng 10 giây, đánh bại tất cả đội tuyển Trung Quốc và vượt qua cả kỷ lục tính nhẩm thế giới của đồng đội mình là Takeo Sasano, tính nhẩm 15 số có 3 chữ số chỉ trong vòng 1,7 giây. Tài năng của Gia Hưng thì khiến nhiều người liên tưởng đến thần đồng Rainy, cô bé đang nắm giữ kỷ lục tính nhẩm thế giới. Nếu ai thường xuyên đem xem các chương trình siêu trí tuệ thế giới sẽ nhận ra, việc tính toán của bé Gia Hưng vẫn chưa phải là quá xuất sắc trên đấu trường thế giới và cũng không phải là việc không ai làm được, mà chỉ là số đông không làm được. Đã được gọi là thần đồng, đương nhiên cậu bé sẽ có điều gì đó khác biệt để xứng với danh ấy. Thay vì thắc mắc xem việc này có xác thực hay không, có lẽ mọi người chúng ta nên mở lòng hơn, ủng hộ cậu bé để đạt được ước mơ của mình. Với trí tuệ và tài năng, khả năng hiện tại của Gia Hưng, trong tương lai, nhiều người kỳ vọng em sẽ bắt kịp tốc độ tính toán của các tuyển thủ thế giới nếu như được huấn luyện thực sự bài bản và đủ khả năng đứng trên đấu trường siêu trí tuệ quốc tế. Việt World TV xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin này. Quý vị có thể bấm subscribe, đăng ký kênh YouTube Việt World TV để theo dõi các bản tin tiếp theo. Kính chúc quý vị luôn vui vẻ trong cuộc sống. Xin trân trọng, kính chào.